Nó cứ băng ngang là thế nào nhỉ? Rất là đẹp mọi người ạ. Rồi ok mọi người nhé. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm một trái pháo dốc kép nhé mọi người nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải cắt một tờ giấy như này ra. Đây, để mà cắt được thẳng ấy thì mọi người lấy cái thước như này nhé mọi người nhé. Mọi người đặt đúng cái đường kẻ của nó này. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ lấy dao cắt giấy mọi người rạch nhé. Đó. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người theo cái công thức này, nó bay nó cũng khá là đẹp nhé mọi người. Lấy khoảng 6 ô ly. Đây, giấy này là mọi người lấy khoảng 6 ô ly nhá. Rồi ok, mọi người cố gắng là đặt chuẩn một tí nhá. Đặt nó chuẩn chuẩn vào lúc chúng ta cuộn cái ống ấy thì nó sẽ được chặt và nó đẹp như này nhá mọi người nhá. Đây này. Đấy, nó sẽ chặt và nó đẹp như này nhá. Rồi ok, sau khi mà mọi người cắt xong ấy thì mọi người cuộn nó lại. Rồi, mọi người sẽ vặn nó lại nhá. Đoạn này thì mọi người dừng lại này, mọi người lấy một chiếc đũa nhé, làm nó vừa zin chiếc đũa là được. Đây, tôi sẽ thử cho nó vừa zin là được đẹp. Đây nhá mọi người nhá, đấy, vừa zin luôn. Sau đó thì mọi người sẽ dán keo lại nhá. Nói chung là cái công thức này tôi thấy nó khá là ok đấy mọi người ạ. Bay nó cũng khá là đẹp. Và tia than của nó thì ra rất là đẹp luôn. Đây, sau đó thì mọi người dán như này lại nhá. Đó. Rồi, quên rồi. Đoạn này ấy thì mọi người lấy một cái bề mặt như này. Sau đó thì mọi người giỏ cái keo lên này. Giỏ lên đây nhá mọi người nhá. Đấy, sau đó thì mọi người chấm cái này vào này. Rồi, đấy mọi người lấy cái đũa mọi người đệm vào đây cho cái giấy nó được dính chặt lại nhá. Nó đỡ bị tở ra như đầu bên này. Đầu bên này không tầm mấy. Đấy, thì là chúng ta sẽ được một cái ống như này nhá mọi người nhá. Dính keo vào ấy để là cho chúng ta lúc chúng ta đóng ấy nó sẽ không bị tụt cái giấy vào. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy một cái cuộn giấy vệ sinh như này nhá mọi người nhá. Mọi người sẽ lấy một mặt này. Và bóc lấy một lớp như này này. Cái này thì tôi sẽ xé làm đôi nhé. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ cắt một nửa nhé. Đây, cắt một nửa và sau đó thì mọi người sẽ gập như này lại. Mọi người nhúm nhúm lại cái đầu này thì mọi người sẽ cho nó xuyên xuống dưới này nhé. Đây, ok. Sau đó thì mọi người sẽ nằm xuống đây. Đấy, sau đó thì mọi người sẽ đẩy nó xuống này. Đấy. Thì mọi người có thể xem là cái giấy nó khá là đẹp nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ đính cái keo lên nhá. Đó. Rồi lấy cái đũa lăn như này. Ôi chết chết chết, mẹ nó quên mất. Cái này hơi lỗi kỹ thuật. Mọi người để cho nó keo nó hơi khô khô đi thì mọi người hãy lăn lại nhá. Tôi quên mất cứ mãi làm nhanh nhanh. Nhanh nhanh chóng chóng là không được rồi mọi người ạ. Đấy. Nên là nó bị xước mất đấy, xước mất ít ở đây rồi. Đây, thì cái mà cũ tôi làm đây, nó khá là đẹp nha mọi người nhá. Đấy. Rồi ok, thì như này là chúng ta đã xong được phần ống rồi này. Và mọi người chuẩn bị thêm một cái ống như này nhá. Đây mọi người chuẩn bị một cái ống như này thì cái lỗ bên trong ấy là cái kích thước của nó là tầm khoảng 0,3 ly nha mọi người nhá. Đây này, đấy, có nghĩa là 0,3 cm. Sau đó thì mọi người sẽ cắt ra. Cái này thì mọi người cắt lấy một cái đường nó mỏng mỏng thôi. Rồi. Thì tại sao mà tôi vừa bảo mọi người làm cho nó vừa cái chiếc đũa ấy. Thì mọi người làm thêm cái ống này nữa thì chúng ta sẽ làm nó được đút nó được nhiều hơn nhé mọi người nhé. Đây này, đút nó rất là vừa zin luôn. Đấy, mọi người thấy không? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cắt lấy một mẩu. Cái này thì mọi người cắt theo cái ý thích của mọi người nhé.
Nếu mà mọi người muốn cắt dày thì mọi người cắt dày, còn tôi cắt vừa phải như này. Ok mọi người nhé, sau đó thì tôi sẽ thông lại cái lỗ cho nó tròn lại này. Đó. Đây, và sau khi mà chúng ta đút ý, thì là nó sẽ được như này, nó rất là đẹp nha mọi người nhé. Đấy. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đóng thuốc nha mọi người nhé. Thuốc. Mọi người đóng cái này thì mọi người cứ đóng nó vừa phải thôi, không cần chặt quá đâu nhé. Đây. Cái này thì tôi sẽ chia ra tầm khoảng 3 cho đến 4 lần. Công thức của cái thuốc này thì tôi làm là một KClO3 và một than nha mọi người nhé. Thì mọi người cứ làm cái này than hay là KClO3 ấy, thì than mọi người cứ làm hạt nó to to ra cũng được. Hạt to thì lên trời cái tia của nó sẽ đẹp nha mọi người nhé. Tí tôi sẽ test cho mọi người xem thì có thể thực tế hơn một tí. Đấy, đây nhá, tôi sẽ lấy nửa ống thuốc trước này. Sau đó tôi sẽ dỗ dỗ xuống để cho nó. Rồi, đây, dỗ xuống để cho nó chặt xuống nha mọi người nhé. Và sau đó thì mọi người hãy lấy một cái đũa, mọi người đắm vào. Mọi người cứ đóng vừa phải thôi. Nhiều bạn hỏi tôi là nó có bị nổ hay không ấy. Thì nói chung là không nổ đâu nhá. Mọi người đừng đừng có dùng inox hay là sắt. Còn tôi thì tôi chỉ dùng gỗ thì là nó sẽ không nổ nhá mọi người nhá. Còn hai cái kia tôi chưa dùng bao giờ, tôi chưa biết đâu. Còn cái gì nữa nhỉ? Nói chung là thế thôi, mọi người cứ đóng vừa phải thôi. Bên trong nó không còn oxy thì là nó sẽ không để cháy được nhá mọi người nhá. Nó sẽ phải cháy từ từ, nó cháy từ cái chỗ đoạn dây cháy chậm chúng ta đốt ấy. Đấy, nó sẽ cháy từ từ, nó cháy sôi lên trên và nó sẽ bay lên giờ nhá mọi người nhá. Đây này, dỗ xuống nó còn đúng một tí. Đấy. Đóng chặt nay nhưng mà vẫn khả năng tôi phải cho nhiều hơn mọi người. Mãi nói chuyện không để ý cho ít quá. Mọi người cứ đóng như muốn hai cái nữa. Đấy. Thì mọi người lấy gợi mẹ cả ông. Mọi người lấy thuốc đóng chặt ý, thì là mọi người lấy đến tầm đoạn như này nhá mọi người nhá. Bỏ lại dư tầm khoảng một ô như này. Sau đó thì chúng ta sẽ phải châm thêm một ít nữa. Cái này nó sẽ là thuốc mồi nhá mọi người nhá. Mọi người châm vừa thôi. Châm nhiều quá là nó nhiều khoảng trống là chưa kịp bay là nó lại nổ bom cái này thôi. Đây, đấy, mọi người cho ít vào nhá. Như này. Rồi ok mọi người nhá. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bịt cái đuôi lại. Mọi người cắt lấy một đoạn dây cháy chậm này như này nhá. Ui. Chặt đi. Bóp bóp cái đầu này cho tròn. Xin lỗi mọi người nhá, tôi vừa có điện thoại. Đây. Sau đó thì mọi người xuyên qua cái lỗ như này. Này nhá mọi người nhá. Rồi ok mọi người nhá, sau đó thì mọi người đậy nó lại này. Cái này không ăn thua. Rồi đây nhá mọi người nhá. Thì mọi người cứ đẩy khi nào mà mọi người thấy cái thuốc nó trồi trồi lên đoạn này này, cái kẽ cái lỗ này nhá, thì là được nhá mọi người nhá. Và sau đó thì chúng ta sẽ dán cái cây lại. Thì cây thì mọi người cứ lựa lựa sao cho nó vừa vừa tầm là được nhá mọi người nhá. Cây này hơi to thì tôi sẽ cắt lại. Đây tôi sẽ dán cái cây nhỏ nhỏ này trước mọi người. Mọi người chỉ cần dán thôi đi nhá. Lần này là chơi dán thôi. Lần trước là tôi cuốn chỉ nhưng mà lần này chỉ cần dán là được. Đấy. Như này là chúng ta đã xong rồi nhé mọi người nhé. Ok mọi người nhé, tôi sẽ đốt một cái que ngắn nhất trước. Đấy. Que này chắc là bay lên nó sẽ ngoáy 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 mọi người. Đừng có tắt nhá. Đấy. Ui. Quả đấy mà cháy thì thôi chết dở. Ok, bây giờ tôi sẽ đốt quả này nhé. Cái tia than của nó khá là đẹp mọi người ạ. Đù. Cây hơi nghiêng mọi người ạ. Bảo sao.
này chắc chắn là nó sẽ bay thẳng nhá mọi người nhá. Úi giời. Úi giời. Cái tiêu nó khá là đẹp mọi người. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao là tự nhiên hôm nay mọi hôm bay thẳng hay là thẳng, hôm nay tự nhiên lại nó bay ngang là thế nào nhỉ? Đấy. Rất là đẹp mọi người ạ. Rất là đẹp mọi người ạ. Nó phải bay thẳng như thế mới đúng nhé. Nốt quả cuối nhé mọi người nhá. Quả này là cái cây nó dài nhất đấy. Chắc là quả này sẽ bay thẳng này. Uầy. Wow. Đẹp vãi mọi người ạ.